Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Cả nhà ơi, bữa nay mình mời cả nhà ăn sashimi với mình nha cả nhà. Cá sống mới order về. Ở nhà ông xã mình mới đi order về mà mấy người ở ngoài đó ăn sushi không à, còn mình thì lại không thích sushi mấy, thích ăn cá sống nè, cả nhà thấy không? Đó. Ngon không? Ở nhà biết không, một hộp vậy á là $40 nè. Đó, mình đó, là đó. Rồi xong rồi nó có cho mình thêm là một cái chén súp, rồi một chén cơm, rồi rồi một cái hộp salad. Nên là bây giờ mình sẽ bỏ ra dĩa nha. Rồi bây giờ cái này là có 4 loại cá cả nhà, một cái hộp vậy đó. Mình biết 3 loại, gọn loại mình không biết. Salmon, tuna, yellowtail, còn cái này mình không biết cá kêu bằng gì. Giờ mình mời miếng cái lạ nhất đi, mời cả nhà nha. Chấm vô wasabi. Béo thì phải béo cá. Ngon. Cho nguyên cục gừng nè, gừng thôi nè. Ngon. Còn nữa. Ăn cái món này đâu có thể thiếu rượu phải không? Mắc cười luôn cả nhà. Người ta ăn ở ngoài á, tại vì có anh chồng mình á qua đây ăn tối đó. Mà hả, hai anh em nó order về xong mình ra mình đinh cái hộp của mình vô trong phòng. Mình ăn để mình uống rượu. Không biết. Chứ lại có người ta mình uống rượu mình ngại lắm. Vô trong phòng uống mình nó cho nó đã. À, mà cả nhà nha. À, trời. Đã thì thôi luôn á ông ơi. Lâu rồi mình cũng uống rượu á. Miếng bò tạc. Trời ơi, thấy gắp miếng bò tạc ăn vô. Trời ơi. Bò tạc vậy nè. Cả nhà biết là bò tạc mà. Mỗi lần ăn vô xong hả, nó nhiều quá cái lưỡi lên tới cổ mũi lên tới ốc luôn. Nhưng vậy mà thích. Mình ăn mình phải thích vậy đó, thích phải có một cái. Nhấp mình vô ngon quá cả nhà ơi. Ăn này là phải nhâm nhi. Hồi trước 20 đồng hộp, giờ 40 đồng hộp. Mà mình ăn nhiều khi đói ăn mới hết, chứ không đói ăn hết. Nhiều quá. Ăn cá không đỡ mập. Còn hãy ăn sushi có cơm chấm cuộn nhiều quá, ăn mau no lắm. Mời cả nhà.
Đang phải là hít hà vậy đó. Mời cả nhà đi rượu nha. Giống bụng nhậu quá. Giống bụng nhậu không cả nhà. Trời, lúc trước mình uống rượu dữ lắm. Lúc trước mình uống rượu dữ lắm không? Không từng nào không uống. Xong đời tự nhiên cái buồn không buồn buồn thèm uống nữa chứ hả, uống suốt tuần nào cũng uống, ít nhất cũng phải uống một hai lần tuần, không giờ lâu quá ngày khi á không uống rồi riết cũng quen luôn á. Nó làm gì làm chứ cá xong mình nó rẻ nhất nhưng mà lại mình còn lại thích ăn nó nhất nha. Nó rẻ rồi à, xong mình nó rẻ hơn các loại cá hết trơn á, nhưng mà mình thích là cái là nó béo á, nó béo mà nó mềm á, ăn chút xì, ăn chút xì luôn. Làm đi nữa. Ở nhà biết rằng mấy người đó đi đi khi mà đi lấy đồ ăn tâm order chạy ra lấy tại cái tiệm thu xì gần bên nhà mình đó. Rồi cái nhà mới mình sửa sẵn trước, mình sắp vô chai rượu vô mình để sẵn trong phòng. Không ai thấy. Mời cả nhà nha. Tối nay ngủ ngon á. Uống rượu ngủ ngon. Mà uống ít ngủ ngon chứ uống nhiều là khỏi ngủ luôn. Nhà hàng Nhật cái lúc nào mình ăn đồ nó cũng cho mình cái chén súp hết cả nhà. Miso nó nấu tàu hủ với lại rong biển cũng ngon lắm, uống. Mình nghĩ chắc nó uống cho gã rồi giá rượu. Ngon. Ông xã mình cũng vô, mình đóng cửa phòng cũng vô, mở cửa phòng ra mới hỏi ngon không, cái mình nói ngon mà tao đang quay video đó. Đưa cho mình lon khúc rồi đi ra. Không có thấy mình uống rượu, tưởng là mình nãy mình không có lấy nước, ra ngoài lấy đồ ăn không có lấy nước á, ông tưởng là mình không có nước cũng đem vô mà ông đâu biết mình đem rượu vô rồi đâu. Mời cả nhà nha. Đây là vé lô theo nè. Món cá sống này lâu lâu không ăn thèm á. Nhậu không có buồn quá không nhậu rồi uống ăn uống nhậu ra nhậu với lại các bạn kênh YouTube. Còn hộp xà lách nữa, nó có cho hộp xà lách nữa.
nhưng mà không ăn tại vì ngày hôm nay mình ăn salad nhiều quá rồi. Hôm qua sinh nhật con gái mình đó, còn quá rồi salad nên là mình ăn salad không quá rồi. Hôm nay nó là salad nó không ăn nữa, đủ quá. Mà cái nhà miếng xong anh nha. Ngon. Cũng xong cả nhà nãy đang ăn rồi cái xong ở bên Việt Nam gọi qua đó. Cả nhà biết đó, mình mỗi lần hả bây giờ mà ở bên Việt Nam gọi qua cái mình nó thấy hơi hồi hộp tim. Mẹ mình bệnh đó cả nhà. Má mình bệnh nặng, mỗi lần mà bệnh gọi qua cái tự nhiên mình sợ. Mình sợ không biết có chuyện gì. Nên là thường thường mình rảnh thì mình gọi về bển mình nói chuyện mỗi bữa, tại vì giờ má mình bệnh đó. Nên là mình cũng gọi mỗi ngày vậy đó. Rảnh rỗi thì gọi hỏi thăm nói chuyện đồ chơi vậy đó. Hồi nãy đang ăn cái nghe gọi cái hết hồn. Nên là rồi cái mình mới ngưng lại rồi cái xong nói chuyện với ở bên nhà. Vừa nói chuyện vừa ăn ăn hết một cái mâm sushi luôn, hết dĩa luôn. Vừa ngồi vừa ăn vừa uống. má mình nay hơi phải phẻ tỉnh tinh lại mà cười lên mình chọc mình nói mà hồi trước má mình không có biết ăn cá sống đâu nghe nhà, nhưng hồi khi mà qua bên Mỹ chơi đó, qua bên Mỹ thăm mình nè, qua chơi á cái dẫn đi ăn và biết ăn luôn rồi, biết ăn cá sống nữa, cái nhắc cá sống cái nói không biết ăn thì sợ chứ ăn giờ ngon. Má mình nói ăn bây giờ không biết ăn ngon lắm đó. Mình mới chọc nó thôi để mai mốt con về rồi coi con đi mua cá sống gì cho má ăn. Bà cười đó. Nên là thôi bây giờ mình cũng mới là mình bây giờ xong rồi mình trở lại mình chào tạm biệt với cả nhà. Mình chào tạm biệt với cả nhà nha cả nhà, cũng cảm ơn cả nhà đã làm hành xem video của mình. Rất là cảm ơn. Không biết nói ngoài gì mà gọi cảm ơn. Đó thì thôi, hẹn video tới. Thôi tới đây mình cũng tạm dừng nha cả nhà nha. Thôi chào tạm biệt. Bye bye.